năm 2019 COVID bắt đầu đến, và trong năm 2020 thì Việt Nam chúng ta vẫn được đánh giá là một trong năm top 5 quốc gia ứng phó tốt nhất với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi mà làn sóng COVID-19 thứ tư ập đến, khi mà cái biến thể Delta ra đời, thì chúng ta đã không nằm ngoài cái vòng xoáy của COVID. Có lẽ là tất cả chúng ta đã cùng trải qua một thời gian không thể nào quên được, khi mà mọi cái hoạt động trong cuộc sống đều bị dừng lại và nó ảnh hưởng rất là nhiều. Lúc đó thì chắc hẳn mọi người đều quan tâm nhiều nhất đến mạng sống, sức khỏe của mình và tình hình dịch hàng ngày đều rất là căng. 87% là con số cao kỷ lục, là tỷ lệ công việc bị ảnh hưởng bởi COVID-19, và đó là hệ quả của việc có hơn 50% doanh nghiệp hiện nay cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh gây ra. Những cái điều này cũng không có quá bất ngờ ha, bởi vì nền kinh tế của chúng ta gần như bị đóng băng từ khi mà chúng ta thực hiện phong tỏa. Vì vậy thì tình trạng người lao động cũng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất từ trước đến giờ. Chúng ta có 41,5% người lao động thôi việc và chưa có việc làm mới. Trong đó chỉ có một số con số rất là nhỏ là 3,9% người lao động thôi việc và có việc làm chính thức mới. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người lao động thôi việc tự làm riêng và chỉ có 47,6%, tức là dưới 50% người lao động thì vẫn đang bị ổn định tại công ty. Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc gia APEC, địa chỉ 5456 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 1800 1147, 212 214 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 1800 1779, miễn phí cứ gọi.